chụp hình vui vẻ xong về về thôi các bạn. Đơn giản vậy thôi, cảm giác mà chia xe có một chiếc xe để có thể đi dạo như thế này quá là tuyệt rồi, không cần phải quá đông người, quá đông xe đâu. Cảm giác mà chạy xe như thế này cũng thấy vậy là quá vui rồi. Nên các bạn thấy là clip của Quân là ít khi có hội nhóm lắm. Tại thật ra thì cũng nhạy cảm đó các bạn. Sẽ phát sinh ra nhiều cái vấn đề lắm, mà nhiều khi cũng thấy cái vấn đề đó nó xảy ra rồi thì không có giải quyết được, nên dẫn đến nhiều cái câu chuyện nó không có được hay. Nên thôi Quân hả, phương châm của Quân là Quân cũng thích kiểu hạn chế hội nhóm lại các bạn, bớt phải thị phi, bớt phải đau đầu. Làm sao mua được một cái tai nghe tốt nhất, ok nhất các bạn, như Kado nè, thật sự luôn, tin dùng xài từ trước đến giờ,
ba cái máy cho ba cái nón. Ngày trước thì kinh tế cũng không có đủ, rồi cũng chưa có hiểu rõ nhiều về tai nghe, thì cũng có đứa em nó nói nó chỉ thì mình cũng biết thôi, thì mình cũng mua một cái tai nghe Bluetooth. Ba anh em đi mua để đi tour đó các bạn. Dữ chưa. Rồi sau đó thì nó cũng rẻ tiền thôi. Rồi khi mà mình xài rồi thì mình mới thấy rằng là nó có những cái nhược điểm các bạn. Nó có những cái hạn chế mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu của chính Quân, nên thành thử ra là Quân phải đổi qua cái tai nghe của thương hiệu Kado này các bạn. Nhưng là cũng kiểu mà mình may mắn á, khi mà mình có cái cơ hội để mình tiếp nhận được nhiều nguồn thông tin, tiếp nhận được nhiều cái kiến thức, để mà khi mà mình thời gian để mình nghiên cứu, mất thời gian, mất thêm cả tiền bạc khi mà mình lựa đúng đó các bạn. Này là không phải là Quân ho bế hay là tân bốc gì Kado đâu, nhưng mà thật sự là Quân đã xài rồi, Quân trải nghiệm rồi, thì thật sự là Quân thấy nó tốt thật, nó có ích thật, nó hữu dụng thật. Ngày trước á, thì cái đô nó chưa có đa dạng đâu, chưa có đa dạng mẫu mã như bây giờ đâu, thành thử ra là chỉ có một sự lựa chọn ở cái thời điểm của Quân mua á. Còn bây giờ thì ôi thôi, tha hồ các bạn lựa chọn, nó tùy thuộc vào cái kinh tế, cái ngân sách của các bạn bỏ ra. Vì mỗi một cái nó sẽ có cái nhu cầu của các bạn nó khác nhau hay như thế nào á, dẫn đến cái việc là các bạn sẽ có cái giá tiền nó phù hợp với lại cái tai nghe mà các bạn lựa. Như ví dụ nha, Kado nè, bây giờ nó ra Kado Backtalk đó nha, là sử dụng cái công nghệ DMC mới nhất á, thì nó ra ba dòng. Là dòng đầu tiên là thằng cao cấp nhất là thằng Edge, rồi sau đó là đến thằng Neo á, và cái cuối là cái Custom. Thì mỗi một cái nó cũng sẽ có cái mức giá khác nhau. Tùy thuộc vào mình thôi, bản thân các bạn muốn cái gì, muốn xài cái gì, rồi kinh tế mình như thế nào thì mình lựa. Cái tiếp đến là cái sự tiện dụng các bạn. Ngày xưa cái thời mà nó còn chưa có công nghệ như bây giờ á, là đi tour là mình cứ kiểu mình cứ hay múa, mình hay quơ quơ, rồi mình cứ phải ngoái nhìn. Đặc biệt là những cái lúc mà mình giao tiếp với lại đồng đội á, ôi trời ơi, một cực hình luôn, cũng thật sự. Chị thời tiết ok, nắng đẹp không nói nha, mà trời mưa một cái quá thì với các bạn giao tiếp nó còn kinh hoàng nữa. Các bạn tưởng tượng đi, đi qua một cái lớp nón bảo hiểm, rồi thêm một cái khăn chùm đầu, thì các bạn phải nói nó qua như thế nào, thật ra là qua hai cái lớp nón luôn á. Thì các bạn tưởng tượng là các bạn sẽ phải nói những gì, phải nói lớn như thế nào để mới có thể mà đối phương đâu có đồng đội mình mới nghe được. Nó rất là bất tiện. Rồi chưa kể là cái việc mà mình thông báo những cái chướng ngại vật, những cái nguy hiểm trên đường cho đồng đội mình biết á, nó cũng sẽ nhanh hơn các bạn. Thay vì các bạn á, có phải là giơ tay rồi mình thực hiện những cái ám hiệu nó để thông báo cho đồng đội mình biết. Các bạn thấy á,
cái tốc độ của cái lời nói đương nhiên là nó sẽ nhanh hơn phần nào cái hành động đó. Mình nói thì cái đồng đội mình nhiều khi ấy, nó còn nghe được, nó còn xử lý kịp. Nhiều khi mình múa rồi nhiều bạn nó, nhiều đứa nó không có thuộc bài nữa, nó không biết mình múa cái gì, rồi làm sao mình chạy đảm bảo được an toàn được. Nên do đó là mình cũng phải nghĩ đến cái việc đó các bạn, để tránh cho cái việc mà như ngày trước đó, đi tour mà không có cái điện thoại đó, trời ơi, nó như một cực hình luôn. Mỗi lần mà muốn nói gì là phải ngoắc vô, tóc vô lề à, để nói chuyện, để nói sao đó. Chứ không phải là một cái là được đâu. Cái đôi mình nói đi, rồi nói cái là nghe được liền. Đâu có phải mất cái thời gian mà mình dừng xe lại đâu. Vẫn đảm bảo được chuyến đi. Mà chưa kể nha, nhiều khi mà mình có cái tai nghe đó, mình nói chuyện á cũng vui nữa. Các anh em nói chuyện với nhau, rồi nhiều khi mình giỡn, rồi mình đùa đó, nó cũng khá là vui các bạn đó. Mình hạn chế được cái việc là mình bị buồn ngủ nè. Nếu mà mình đi chung với đồng đội, với team thì mình đỡ buồn ngủ. Còn nếu như mà mình đi một mình thì mình mở nhạc lên mình nghe đó. Tiện lợi mà. Nên tôi nói là các bạn cứ bành vàng đi. Sau khi mà đã đầu tư hết được những cái đồ bảo hộ rồi đó, thì trang bị thêm cái tai nghe, không có thừa đâu, thanh quân đi, nó rất là hữu dụng luôn á. Ngày xưa trong số trường hợp mà ông sắm đồ á, kiểu mình cứ tính già hóa non á, mua tới mua lui hồi cái xong mình lại tốn tiền, nó vô nghĩa lắm. Thà các bạn để dành mua một cái cho nó xứng đáng, chứ đừng làm kiểu chấp vá cho có hay là qua loa, nó lãng phí lắm, phí tiền lắm, thiệt á. Trời đất ơi, câu trả lời của ông cho cái thắc mắc của bạn nó cũng một phần nào thỏa đáng cho bạn ha. Sẽ không lãng phí nếu như mà các bạn đầu tư vào bản thân mình, cho sự an toàn của chính bản thân mình, để mình tận hưởng những điều nó trọn vẹn nhất, cái mà nó đúng nhất trong cái giá trị của mà giá trị đúng nha, của những cái điều thứ, những cái món đồ mà nó đem lại cho bản thân mỗi con người chúng ta. Tiền chúng ta có thể kiếm được các bạn, nhưng mà mạng sống thì mình chỉ có một thôi đó, thế nên cân nhắc nha. Thôi, clip dài rồi, chắc dừng ở đây nha. Giờ muốn chạy đi về. Thôi mệt rồi. Chạy về là thấy vui rồi.
là cái nói thì cái tiếng có vẻ là cái tiếng bô với lại nó hơi to chút xíu các bạn thông cảm, vì đi ban đêm này quên đổi kính, gắn cái kính đen vô nó tối thui à, chạy không có được các bạn, nên phải mở cái kính lên. Thử ra là cái tiếng gió với cái tiếng bô xe chắc nó hơi lớn á, hy vọng là nó sẽ không có át được cái tiếng nói của Quân, vì cái mic nó kê cũng nghe sát miệng á. Rồi vậy ha, chúc các bạn xem clip vui, bye bye.